nghe cho mấy quý vị đại biểu đã đến với chương trình hội thảo lễ ra mắt công nghệ truy nám toàn cầu do Columbia Business Group tổ chức. Và các bạn trong Helios 3 này nó điều trị đối với những bệnh lý sắc tố, ví dụ như những cái giám má ở phụ nữ là điều trị một cách tuyệt đối, kết quả là tốt nhất. Hiện nay sạch tổn thương trong quá trình điều trị không ảnh hưởng tới cái sinh hoạt cũng như là công tác của người bệnh. Cái kết quả của nó là được bền vững và không có tái phát. Tóm lại là một cái phương pháp điều trị không xâm lấn, nó mang lại cái kết quả là sạch được cái tổn thương và trả lại cho da cái vẻ thẩm mỹ như ban đầu của nó vốn có. Helios 3 là một cái thiết bị như ban đầu tôi nói là xuất xứ từ Hàn Quốc, và hiện nay nó là cái thiết bị được xếp vào top đầu của những laser làm thẩm mỹ, đặc biệt là trong điều trị các bệnh lý sắc tố. Ngoài cái công dụng này của nó về điều trị như vậy, nó lại còn được chế tạo bởi một cái công ty là công ty Laser Optech. Đấy là một trong 5 công ty hàng đầu của thế giới về chế tạo laser, đặc biệt là laser thẩm mỹ.